vậy thì khách hàng mới hài lòng ngay từ khi mà lần đầu tiên tư vấn kế hoạch điều trị. Yên tâm, chốt kế hoạch là làm ngay, làm chuẩn, không được sai, cam kết bằng văn bản, ký tay trực tiếp. Tôi vừa trình bày xong kế hoạch cày một đội implant cho bạn khách hàng Phạm Thanh Nhân, 25 tuổi ở Đà Nẵng, đã tính cam kết có đăng tải ngay sau phẫu thuật. Cảm ơn bác Nhật Anh. Nhìn vào cái kế hoạch điều trị mà bác vừa báo cáo trước cái ban chuyên môn, tôi thấy là bác là một con người mà rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Và nhìn vào kế hoạch này thì chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công. Vặn cái implant vào lần đầu tiên là phải thành công luôn. Trong cả quá trình làm sẽ can thiệp một cách tối thiểu nhất từ đường rạch, tiêm tê, khâu hay là ghép xương. Khách hàng sau phẫu thuật không bị đau, không bị nhiễm trùng, tích hợp xương nhanh, rút ngắn được thời gian điều trị và cảm giác phẫu thuật xong rất là dễ chịu. Tôi. Các bác vỗ tay đi, thả like đi đã. Trong mặt bác Thắng ấy bác buồn quá không được. Hai bác hình như không nghe thấy gì ấy. Kiểu không có phản ứng. Tôi đã yêu cầu và chúng ta cũng đã thực hiện, đấy là 100% tất cả các ca phẫu thuật implant ở hệ thống Nha Khoa Paris thì đều được đưa ra hội chuẩn bởi ban chuyên môn, đưa ra một kế hoạch điều trị thành công vượt mong đợi ngay từ cái lần đầu tiên